Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Đây nè, công pháp của Thiên Nguyên Đại Đế hay sao? Hóa ra là vậy. Ta đã thay đổi hết mệnh cách và thần mạch của cô rồi. Từ giờ tu vi của cô sẽ tăng nhanh như là gió thổi. Khi ta còn sống chưa bao giờ nhận đồ đệ, cô chính là đệ tử nhập môn đầu tiên của ta đấy. Ấy. Vừa nãy, chắc chắn Nhiếp Ni nhìn thấy hết rồi. Người phải chịu trách nhiệm. Mặt đỏ rồi, đây vẫn là Long Vũ Âm hổ báo đó hay sao? Đa tạ tiền bối nhé. Cảm ơn sư phụ. Điều ta có thể làm cũng chỉ có vậy mà thôi. Còn chuyện về sau thì phải trông vào hai người rồi. Nếu Thánh Đế sống lại thì cả thời không này đều sẽ bị hắn luyện hóa. Dù cho nhân tộc hay là yêu tộc đều sẽ bị tiêu diệt. Vậy nên bắt buộc là phải đánh bại Thánh Đế. Được rồi, đám người kia đã rời đi rồi, ta ra ngoài. Vạn Linh kiếm trận của ta cũng là chí bảo truyền thừa của Thiên Nguyên thần tộc. Thấy vật như là thấy người. Nếu đám nhóc Thiên Nguyên thần tộc không nghe lời thì chỉ cần bày vạn kiếm trận ra thôi. Ơi, bọn chúng chắc chắn là sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu tử, ta đợi ngày ngươi đánh bại Thánh Đế. Đừng để ta thất vọng đấy. Thất vọng, thất vọng, thất vọng. Ồ, ra ngoài rồi sao? Long Vũ Âm, hai tiền bối đó của cô chết ở đâu vậy? Đưa ta đến đó đi, vẫn còn hy vọng làm họ sống lại. Ta có thể đưa tàn hồn của họ vào trong hồn kính của ta. Đợi tu vi đột phá võ tông nên được thần cảnh, là có thể tạo lại thần thịt để họ sống lại. Thật sao? Sau khi gặp được Thiên Nguyên Đại Đế, mình mới biết hóa ra vẫn còn một cảnh giới cao hơn võ tông. Chúng ta mau đi thôi. Ta đã thu tàn hồn của họ vào trong hồn kính rồi. Còn có Diệp Tông, không biết khi nào mới có thể khiến họ sống lại. Thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Nhiếp Nì, cảm ơn người. Được chưa thế? Ta sắp bị cô ôm nghẹt thở rồi.